Nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện Tết Việt, 14 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Tân An đã hoàn tất các công đoạn cuối cùng theo quy chế hội thi trang trí tiểu cảnh Tết và thiết kế linh vật mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Hầu hết các tiểu cảnh trang trí hài hòa về màu sắc, bố cục, mang vẻ đẹp phong cách riêng, có sự sáng tạo và tạo không gian ngày Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi và đúng với chủ đề hội thi. Đối với linh vật rồng, các đội thiết kế nhiều chất liệu phong phú, đầy màu sắc với các chủ đề địa linh, tam long hội, tinh hoa hội tụ, khát vọng vươn lên. Đa số hình rồng được thiết kế bằng các chất liệu như xốp, nhựa, một số loại cây kiểng kết hợp hài hòa, mang tính thẩm mỹ và có thể trưng bày trong suốt dịp Tết để thưởng lãm, chụp hình lưu niệm. Cảm thấy cái hoạt động Tết Việt ở đường bờ kè phường 3 rất là ý nghĩa và thiết thực. Thì có những cái gian hàng cho người dân mua sắm, rồi có những cái tiểu cảnh rất là đẹp bên cạnh bờ sông thơ mộng. Những người dân thì rất là thích ạ. Hội thi trang trí tiểu cảnh Tết và thiết kế linh vật mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 có sự tham gia của 14 đơn vị với đa dạng ý tưởng mang đến sắc xuân, không khí Tết trên thành phố Tân An.